Bản tin VOA Express Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Việt Hùng xin kính chào quý vị và các bạn. Đại dịch Covid tại Việt Nam, Thủ tướng xác định sống chung với dịch. Nhiều doanh nghiệp gặp muôn vàn khó khăn vì dịch, kiến nghị chính phủ Việt Nam hỗ trợ. Facebooker chỉ trích lãnh đạo đảng bị bắt vì cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Sau đây là phần nội dung chi tiết. Chỉ trong vòng 4 tháng trở lại đây, hơn 11.000 người thiệt mạng vì đại dịch COVID-19 ở Việt Nam, theo con số do Bộ Y tế công bố hồi tối 30 tháng 8. Một ngày trước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói trong một cuộc họp về phòng chống dịch rằng Việt Nam xác định phải sống chung với dịch bệnh, không thể khống chế tuyệt đối. Trước đây, trong suốt 1 năm 4 tháng tính đến ngày 26 tháng 4 năm nay, Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao vì kiểm soát dịch tốt, với tổng số ca lây nhiễm là 2.852 người và chỉ có 35 ca tử vong. Tuy nhiên, tình hình thay đổi chóng mặt kể từ ngày 27 tháng 4, với số ca nhiễm liên tục lên đến hàng nghìn ca mỗi ngày, đặc biệt là ở tâm dịch gồm thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và một số tỉnh lân cận ở miền Nam. Chỉ trong 4 tháng qua, số ca nhiễm mới là hơn 445.000 người. Một trong những biện pháp hàng đầu trong số các nỗ lực của Việt Nam nhằm kiểm soát dịch là việc chính quyền nhiều tỉnh thành áp dụng các quy định về giãn cách xã hội ngày càng khắt khe hơn trong gần 2 tháng trở lại đây, đặc biệt là ở tâm dịch gồm thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, các dữ liệu cho thấy tình hình chung vẫn đi theo hướng trở nên xấu hơn. Kể từ ngày 21 tháng 8, số ca nhiễm mới luôn cao hơn 10.000 ca mỗi ngày. Trong đó, ngày cao kỷ lục là ngày 27 tháng 8, với 17.407 người có kết quả dương tính với COVID-19. Số ca tử vong cũng liên tục tăng vọt. Từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 13 tháng 8, số người chết vì dịch tăng từ 35 lên 5.088 người. Sau đó, chỉ trong hơn nửa tháng một chút, con số đã tăng lên gấp đôi, lên 11.064 ca tử vong, theo thông tin được Bộ Y tế công bố tối ngày 30 tháng 8. Hôm 29 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, người cũng là trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, nói trong một cuộc họp của ban này rằng Việt Nam đặt mục tiêu kiềm chế, kiểm soát dịch bệnh, song cũng xác định cuộc chiến này còn lâu dài, phải sống chung lâu dài với dịch bệnh, theo tường thuật trên nhiều báo trong nước. Bản tin tối ngày 30 tháng 8 của Bộ Y tế Việt Nam cho hay, đất nước đã tiêm tổng cộng hơn 19,7 triệu liều vaccine, trong đó gần 17,2 triệu người được tiêm một mũi và hơn 2,5 triệu người đã tiêm cả hai mũi. Suốt thời gian hết lệnh giãn cách xã hội này đến lệnh phong tỏa khác, với riêng Sài Gòn, chính quyền địa phương nơi đây luôn đảm bảo tối thiểu lưu thông hàng hóa theo nhu cầu dân cư qua các tài xế giao hàng sử dụng công nghệ vẫn quen gọi là shipper. Giờ thì mọi việc thay đổi, shipper Trịnh Văn Bảo kể. Công ty chỉ thông báo qua tin nhắn, ví dụ cho chạy phép lại liên quận thì chú đăng ký liên quận. Còn cho không cho chạy quận nào chạy quận đó thì chú đăng ký lại quận nào chạy quận đó. Nhưng mà cái khổ nổi cái chạy một quận thì không có cuốc. Có bữa hai cuốc xe, ba cuốc xe có 30-40 ngàn, 40 mấy ngàn. Mà có cái chỗ chú là dùng xanh đó, rào á, là người ta chốt gác. Sáng chú ra, chiều chú mới được vô. Mà chạy liên quận không có cuốc. Mình ngồi ở ngoài không được về nhà để áp nghỉ, ngồi ngoài phơi nắng đợi 2-3 tiếng đồng hồ mới có cuốc. Nên kỳ này không cho chạy là chú nghỉ luôn. Qua dịch thì chú chạy tiếp. Kể từ ngày 30 tháng 8 thì shipper được phép hoạt động lại, nhưng chỉ chạy nội quận. Shipper Dương Ngọc Hiếu ý kiến. Khó đi lắm em ơi, nhiều khi cái đơn á hả, nó gần nhưng mà em đánh vòng là nó xa, mà nó chốt chặn tùm lum hết rồi, mà nó rào bít hết, không có đi được gì hết á. Việc chỉ chạy nội quận khiến chuyện tiếp tế nhu yếu phẩm giữa các người thân trong gia đình cũng khó khăn. Ông Bảo kể. Dù chú ở quận 3 mà không cho chạy quận khác. Người cha mẹ ta ở quận 3 ta muốn gửi một bịch đồ ăn qua quận 4 đi, ví dụ cho con ta đâu gửi được. Chứ quận 3 mà gửi quận 3 nó trùng hợp ít khi có lắm. Dù con cháu người ta ở bên quận khác, quận 4, quận 5. Nhà bà già ở quận 3 muốn gửi một bịch rau củ, một hai cái thịt qua con người ta gửi không được rồi sao? Đó.
Không khi con ta bệnh khổ, không có tiền bạc, nhưng ta muốn gửi qua cho gia đình ta, người thân ta. Là không có shipper là ai đi đâu. Shipper còn đi không được, có ai đi được. Nó khổ, khổ có chùm vậy. Trong khi cha mẹ giàu có, con cái bên quận khác nó khổ, muốn gửi không được. Kỳ cục. Còn vô số kỳ cục khác như phải được cấp thêm tờ mã vạch ma trận, được gọi tắt là mã QR của Sở Công an. Và để có thể hành nghề như vậy là cứ mỗi sáng sớm các shipper phải tìm đến tổ quân y để xét nghiệm. Và rồi cũng chỉ chạy nội quận thôi nên cũng ít đơn hàng. Ông Bảo kể. Giáo dọc đường chú thấy gì chứ mua về. Mua về ăn ngày đó hoặc ăn hai ngày, giờ hết ra đường được, hết chạy được rồi cũng thua. Mình có để dành dự trữ mình ăn ở nhà thôi, có phường cũng có hỗ trợ dầu ăn nước mắm rồi đó, ăn gói ghém lại chứ giờ biết sao, giờ dính ở đây ăn dính lại, có hai đứa nhỏ con, chủ yếu nó chú bà xã ăn gì cũng được, gì gói rồi cũng được, sao sợ hai đứa nhỏ thôi. Cũng tình cảnh như ông Bảo, với nữ shipper Dương Ngọc Hiếu thì hiện vẫn nghe ngóng thời cuộc và sống bằng lương thực tích trữ. Thì mình làm hôm nay mình cũng ráng mình để dành đó, có nhiều ăn nhiều. Ai người ta cũng tích trữ hết á. Nên chắc chị nghĩ người ta cũng ăn cũng được khoảng chục bữa hơn, có nhiều người ta mua đồ nhiều lắm. Lúc chính quyền trung ương yêu cầu Sài Gòn dừng shipper có hứa hẹn là quân đội sẽ đảm bảo đương thay, ông Bảo ý kiến. Đội tôi giao thì nói chung giao một phần nào đó thôi, còn shipper ở nhà tôi muốn đặt cái gì mua cái gì là đều có hết. Cửa hàng Bách Hóa Xanh rồi nhiều, tôi muốn ăn cái gì đặt cái gì là đều có theo ý muốn người ta luôn. Ông Bảo đề xuất là nên nới lỏng hơn nữa các yêu cầu dân sinh, vì cứ giãn cách kéo dài khiến người dân thêm cạn kiệt. Và rồi đến lúc nào đó, ngay cả khi shipper được chạy liên quận đi nữa thì dân chúng chẳng còn bao nhiêu tiền để đặt mua hàng hóa. Một nhóm hơn 10 doanh nhân Việt Nam mới đây đăng lên mạng một thư ngỏ kêu gọi 5.000 chữ ký ủng hộ để đề nghị chính phủ giúp đỡ các doanh nghiệp gặp khó khăn thời đại dịch. Được đăng hôm 29 tháng 8 trên trang Avast.org, một trang quốc tế chuyên dành cho các cuộc vận động online, thư kiến nghị nhắm đến Thủ tướng Phạm Minh Chính và 6 bộ trưởng, trình bày rằng tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là ở miền Nam, đang đối mặt với muôn vàn khó khăn do đại dịch diễn biến phức tạp và kéo dài. Bức thư lưu ý rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm gần 98% tổng số doanh nghiệp của cả nước. Nhóm 11 doanh nhân chấp bút bức thư là chủ một số công ty như AA Transport, Biz Uni, Việt Tinh Anh, Dome Capital, Đại Phúc Land và Cỏ May Group, liệt kê ra những vấn đề to lớn mà đa số các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp phải. Đó là họ phải ngừng hẳn hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc hạn chế hoạt động, chi phí tăng cao do những phát sinh về xét nghiệm, lo ăn ở cho người lao động khi cố duy trì hoạt động. Tuy tạm dừng hoạt động, vẫn phải trả chi phí mặt bằng, kho bãi, bảo hiểm xã hội, lương, nhiều doanh nghiệp chứng kiến doanh thu trở về con số 0. Thư kiến nghị thu hút được gần 2.000 chữ ký vào tối ngày 30 tháng 8, nêu ra một loạt những điều mà các doanh nghiệp xin chính phủ hỗ trợ. Đứng hàng đầu là lời đề nghị chính phủ cho doanh nghiệp tạm ngừng đóng bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó là lời đề nghị miễn thuế VAT cho năm 2021, giảm 50% thuế VAT trong 2 năm kế tiếp 2022-2023, giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 và giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm liền kề từ khi công bố hết dịch. Ngoài ra, những người tham gia kiến nghị kêu gọi cần phải có gói ưu đãi lãi suất cho doanh nghiệp tối thiểu 4% cho giai đoạn này từ ngày 1 tháng 8 năm 2021 đến 12 tháng sau khi công bố hết dịch. Tổng cục Thống kê của Việt Nam cho biết trong 8 tháng qua có 85.500 doanh nghiệp rời khỏi thị trường trong nước, trong đó có 43.200 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, hơn 30.000 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể và 12.200 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục. Tính trung bình, mỗi tháng có gần 10.700 doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Chính quyền Việt Nam hôm 30 tháng 8 bắt giữ Facebooker Bùi Văn Thuận, người có nhiều đăng tải chỉ trích lãnh đạo đảng trên mạng xã hội với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước chỉ vài ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới thăm và đề cập đến vấn đề nhân quyền với những người đứng đầu chính phủ ở Hà Nội.
Ông Thuận, người có trang Facebook Cha Già Dân Tộc, với đăng tải mới nhất nêu ra sự đối chọi trong các phát ngôn của các lãnh đạo Việt Nam, trong đó có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, về cách chống dịch COVID-19 bị công an bắt tại nhà riêng ở huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa sáng ngày 30 tháng 8. Bà Trịnh Thị Nhung, vợ ông Thuận, xác nhận với VOA trong khi truyền thông nhà nước Việt Nam chưa đưa ra bất kỳ thông tin gì về vụ bắt giữ này. Theo bà Nhung, gia đình bà bị bất ngờ khi các công an giả dạng là nhân viên y tế đến để yêu cầu khai báo y tế vào lúc 8 giờ 30 sáng, sau đó khám xét nhà và đọc lệnh bắt giữ ông Thuận. Quyết định của công an tỉnh Thanh Hóa mà bà Nhung gửi cho VOA nói rằng ông Thuận bị khởi tố vì tội tàng trữ tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 của Bộ luật hình sự, một điều luật thường được dùng để bắt giữ các tiếng nói bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Ông Thuận, một giáo viên dạy hóa trước khi trở thành một blogger có tiếng ở Việt Nam, từng được báo Los Angeles Times phỏng vấn vì bị Facebook chặn tài khoản, cũng như xóa các bài viết chỉ trích chính quyền, gồm loạt đăng tải về vụ tranh chấp đất đai ở làng Đồng Tâm. Một trong những đăng tải gần đây nhất của ông Thuận đưa ra những phản ánh của người dân về việc thiếu ăn, thiếu đói trong lúc thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa vì đại dịch và cho rằng 99% người dân Sài Gòn đang dài cổ chờ bộ đội, cán bộ đi chợ hộ. Bà Nhung cho biết chồng bà biết rằng sẽ có ngày bị bắt và gia đình đã chuẩn bị tâm lý cho việc này. Bà Nhung cũng cho biết thêm công an không cho biết chồng bà sẽ được đưa đi đâu và sẽ bị giam giữ trong bao lâu. Điều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam quy định mức án tù lên đến 20 năm. Và sau đây là phần tin quốc tế. New Zealand báo cáo ca tử vong đầu tiên liên hệ đến vaccine Pfizer. Bộ Y tế cho biết ngày 30 tháng 8, sau khi một phụ nữ bị phản ứng phụ hiếm thấy liên hệ đến viêm cơ tim. Báo cáo được đưa ra tiếp theo sau một cuộc duyệt xét của một ủy ban theo dõi an toàn của vaccine. Ủy ban cho rằng cái chết này liên hệ đến viêm cơ tim, một phản ứng phụ hiếm thấy nhưng đã được nhắc tới của vaccine Pfizer. Viêm cơ tim có thể hạn chế khả năng của tim bơm máu và có thể làm thay đổi nhịp đập của tim. Bộ Y tế nước này nói các vấn đề y khoa khác cùng lúc đó có thể ảnh hưởng đến hậu quả sau khi tiêm chủng, nhưng vaccine vẫn lợi nhiều hơn hại. Tổng giám đốc Y tế Ashley Bloomfield nói nguy cơ viêm cơ tim sau khi tiêm chủng thấp hơn nhiều so với nguy cơ viêm cơ tim vì COVID-19. Đó là điều mà tôi muốn nhấn mạnh. Pfizer công nhận có thể có những báo cáo hiếm thấy về viêm cơ tim sau khi tiêm chủng, nhưng những phản ứng phụ như vậy là cực kỳ hiếm. Báo cáo được đưa ra trong nước New Zealand đang đối phó với biến thể Delta bùng phát sau gần 6 tháng không có ca nhiễm nào. Thủ tướng Jacinda Ardern ngày 30 tháng 8 áp đặt lệnh phong tỏa đối với thành phố Auckland lớn nhất nước thêm 2 tuần nữa. Israel từ ngày 29 tháng 8 bắt đầu tiêm tăng cường liều vaccine COVID thứ 3 nơi trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Thủ tướng nước này cho biết chiến dịch tiêm chủng tăng cường thêm liều vaccine thứ 3 bắt đầu cách đây 1 tháng nơi người cao niên đã làm chậm đà tăng các ca bệnh nặng do biến thể Delta. Quan chức cao cấp hàng đầu Israel nói sự yêu nhiệm của liều vaccine Pfizer thứ 2 phai nhạt dần sau 6 tháng tiêm chủng, cho nên cần phải tiêm thêm liều thứ 3 tăng cường. Trong cuộc họp báo, người đứng đầu y tế công cộng thuộc Bộ Y tế Israel Sharon Androy Press tuyên bố liều vaccine thứ 3 lúc mới tiêm sẽ nâng mức bảo vệ trở lại như mức bảo vệ đạt được ở liều thứ 2, nghĩa là mọi người được bảo vệ tăng gấp 10 lần sau liều tiêm tăng cường. Những người đủ điều kiện tiêm liều thứ 3 có thể được trích ít nhất 5 tháng sau liều thứ 2. Khung thời gian ngắn hơn khoảng cách 8 tháng hiện hành tại Mỹ. Mỹ đang xem xét việc cắt ngắn thời gian chờ đợi. Hy vọng chặn đứng được sự lây lan của biến thể Delta lây nhiễm cao, Israel bắt đầu tiêm liều vaccine thứ 3 tăng cường cho những người cao niên cách đây 1 tháng và dần dần hạ độ tuổi đủ điều kiện xuống. Cho đến nay, có 2 triệu người trong số dân 9,3 triệu của Israel đã nhận được 3 liều vaccine. Thủ tướng Naftali Bennett kêu gọi mọi người từ 12 tuổi trở lên nên trích liều thứ 3 ngay lập tức. Dân chúng đã xếp hàng chờ tiêm tại các trạm tiêm chủng, nhiệt tình ủng hộ và cho rằng đây là điều quan trọng để trở lại cuộc sống bình thường. Israel và các nước khác đẩy mạnh kế hoạch tiêm tăng cường dù Tổ chức Y tế Thế giới phản đối với lý do nhiều người trên thế giới cần được tiêm liều thứ nhất trước khi những người khác nhận liều thứ ba. Mỹ loan báo sẽ tiêm liều tăng cường cho tất cả dân chúng Mỹ, viện dẫn dữ liệu cho thấy sự bảo vệ của vaccine mai một. Canada, Pháp và Đức đã có kế hoạch phát động chiến dịch tiêm liều tăng cường. Khói bốc lên từ phi trường Kabul hôm 30 tháng 8 trong lúc các lực lượng Mỹ và đồng minh bước vào giai đoạn chót của cuộc di tản từ Afghanistan. Chưa rõ nguyên nhân của đám khói này. Sáng ngày 30 tháng 8, hệ thống phòng thủ chống phi đạn của Mỹ đã ngăn chặn được 5 rocket bắn vào phi trường Kabul. Một giới chức Mỹ cho hay
trong lúc Washington vội vã hoàn tất cuộc rút quân khỏi Afghanistan, chấm dứt cuộc chiến dài nhất của nước Mỹ. Nỗ lực di tản bắt đầu một ngày trước khi Kabul rơi vào tay Taliban hôm 15 tháng 8. Mỹ và các đồng minh tới nay đã di tản được khoảng 114.400 người, bao gồm công dân nước ngoài và những người Afghanistan được xem là đối tượng rủi ro. Và họ dự kiến hoàn tất việc rút quân vào hạn chót là 31 tháng 8 như giao kèo với các phần tử chủ chiến Hồi giáo. Số binh sĩ Mỹ tại phi trường Kabul cuối tuần qua còn lại 4.000 trong lúc việc rút quân ngày càng khẩn cấp sau khi tổ chức nhà nước Hồi giáo đánh bom tự sát bên ngoài cổng phi trường hôm 26 tháng 8, giết chết nhiều người Afghanistan và 13 binh sĩ Mỹ. Truyền thông Afghanistan loan tin rocket được phóng từ phía sau một chiếc xe. Hãng tin Bangkok nói vài quả rocket bắn trúng những nơi khác nhau của thủ đô Afghanistan. Các tin tức sơ khởi không cho thấy bất cứ thiệt hại nào của Mỹ trong vụ tấn công rocket mới nhất. Giới chức Mỹ ẩn danh nói với Reuters. Một video mà Reuters có được cho thấy những người dân địa phương vây quanh một chiếc xe đã bị cháy hoàn toàn. Một đám khói đen lớn cũng bốc lên từ giữa các tòa nhà từ phía xa. Trước đó hôm 29 tháng 8, lực lượng Mỹ đã dùng máy bay không người lái tấn công một tay đánh bom tự sát trên một chiếc xe nhắm mục tiêu vào phi trường. Việc này gây nên những lo ngại ngày càng gia tăng là nhà nước Hồi giáo sẽ tấn công thêm nữa vào lực lượng Mỹ tại Kabul. Trong ngày 30 tháng 8, người dân Afghanistan muốn rút tiền xếp hàng rồng rắn bên ngoài các ngân hàng tại Kabul giữa những lo ngại về việc thực thi những hạn chế mới trong việc rút tiền mặt. Trước đó, ngày 28 tháng 8, Taliban ra lệnh ngân hàng tái mở cửa và giới hạn số tiền được rút là 233 đô la. Phát ngôn viên của Taliban là Jabiullah Mujahid cho hay đã bổ nhiệm các giới chức điều hành những định chế quan trọng, trong đó có Bộ Y tế Công cộng và Giáo dục, Ngân hàng Trung ương. Ông hứa hẹn các rối loạn kinh tế nghiêm trọng ảnh hưởng đến tiền tệ Afghanistan sẽ sớm giảm bớt. Tuyệt vọng trông chờ thực phẩm viện trợ, người dân Afghanistan nhận những túi bánh mì qua cửa kính xe của một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận của Úc có tên Maboba Promise. Nhân viên thuộc Maboba Promise tổ chức vận hành 4 viện mồ côi, 1 bệnh viện và 5 trường học cho trẻ em tại Afghanistan, hiện cũng giúp đỡ những người bị thất tán, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, trong lúc quốc gia bị chiến tranh tàn phá này đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Khoảng 500 gia đình sơ tán hiện cư ngụ tại một trại do Maboba Promise thiết lập ở ngoại ô Kabul. Mục đích là cung cấp thực phẩm, nơi ở và trợ giúp y tế cho phụ nữ, trẻ em dễ bị tổn thương, những gia đình sơ tán và trẻ mồ côi, giúp tái định cư an toàn cho các gia đình hiện tạm trú trong trại này trở về với gia đình nơi quê nhà. Chiến dịch chiếm đóng nhanh chóng của Taliban tại Afghanistan trong tháng này đã để đất nước Afghanistan rơi vào tình trạng hỗn loạn. Triều Tiên dường như đã khởi động lại một lò phản ứng hạt nhân từng chế tạo plutonium dùng cho kho vũ khí hạt nhân của mình. Theo phúc trình hàng năm đến ngày 27 tháng 8 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, IAEA nói trong 2 năm rưỡi không có chỉ dấu cho thấy lò phản ứng tại Yongbyon hoạt động. Đây là khu phức hợp trọng điểm trong chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng cho đến tháng 7. Theo IAEA, dường như việc tái khởi động lò phản ứng trùng hợp với những chỉ dấu hoạt động tại một mỏ và một nhà máy uranium. Việc này diễn ra sau khi Cơ quan Nguyên tử Năng lượng Quốc tế cho hay có những dấu hiệu tại Yongbyon về khả năng xúc tiến hoạt động tách uranium từ các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng của lò phản ứng trước đây trong năm. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Cơ quan Giám sát Hạt nhân của Liên Hợp Quốc gọi những chỉ dấu mới này là đáng quan ngại. Cơ quan này theo dõi Triều Tiên từ xa, phần lớn là qua hình ảnh vệ tinh sau khi các thanh tra của họ bị Bình Nhưỡng trục xuất vào năm 2009. Sau hơn 3 tháng phục hồi các sinh hoạt của người Việt ở khu vực thủ đô Washington DC khi đại dịch Covid từng bước được khống chế, hiện nay rất nhiều chương trình và hoạt động dù đã lên lịch sẵn đã phải tạm dừng để phòng tránh sự lây lan của biến thể Delta theo khuyến cáo của các cơ quan y tế địa phương. Dù hầu hết người Việt tại đây đã tiêm chủng đầy đủ, nhưng không ai muốn các sinh hoạt cộng đồng trở thành nơi tái bùng phát Covid. Là một phóng viên có nhiều năm đưa tin về các sinh hoạt cộng đồng, anh Phúc Nguyễn cảm thấy những ngày tháng nhàn rỗi như dịp cách đây hơn một năm khi đại dịch Covid mới bùng phát đang dần quay trở lại. Làm phóng viên tất cả mấy chục năm nay rồi về của chương trình Việt Nam vùng ngoại thành đốn thì mình thấy có vẻ nó hơi bị hụt hẫng và nó không được giống như là nó sống động như hồi xưa nữa. Cách đây khoảng chừng mấy năm đó thì đất tuần nào cũng có những sinh hoạt cộng đồng và bây giờ tự nhiên bị hò hết nên cũng thấy có vẻ nó hơi buồn bã về những cái chuyện như vậy.
Theo thống kê dân số năm 2019, thì khu vực thủ đô Washington hiện có hơn 120.000 người gốc Việt sinh sống. Đây cũng là một trong những khu vực có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và các sinh hoạt khác nhau của cộng đồng gốc Việt trên đất Mỹ. Trong hơn một năm dịch bệnh COVID hoành hành tại Mỹ, mọi sinh hoạt tập trung đông người thế này đều phải hủy bỏ, gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống tinh thần của nhiều gia đình, đặc biệt là những người cao niên. Khi các sinh hoạt cộng đồng bắt đầu được vực dậy từ cuối tháng 5 vừa qua, rất nhiều người đã hào hứng tham gia. Nhưng trước nguy cơ lây nhiễm cao của biến thể Delta, giờ đây ai cũng thấy cần phải cẩn trọng hơn trong các sinh hoạt đông người. Nhà văn Lê Thị Nhị, người sáng lập Nhà Việt Nam, tổ chức thiện nguyện chuyên bảo tồn văn hóa Việt Nam trên đất Mỹ, hiện vẫn băn khoăn không biết ngày hội sách của bà dịp trung tuần tháng 10 tới đây có nên được tổ chức hay không trong tình hình hiện tại. Cái vấn đề dịch bệnh rất là khó khăn cho những người quyết định, là tại vì một mặt á, thì mình thấy là các em đi học được rồi, thì mình thấy là chắc là cũng có hy vọng mình có tổ chức được. Thế nhưng mà ngược lại á, thì mình lại thấy những cái sự e dè của các quý vị đi tham dự. Thành ra là mình cũng phân vân là không biết nên làm hay là không. Cũng như bây giờ đó, nhiều hội đoàn đề nghị rằng thì là mình làm những cái buổi gây quỹ để giúp về đồng bào dịch bệnh ở Việt Nam, cũng như người tị nạn ở Afghanistan. Thế nhưng mà cho đến bây giờ đó thì cũng chưa quyết định là làm hay không làm. Mà việc làm thì cần làm thì nhiều, nhưng mà cứ loay hoay về vấn đề dịch bệnh thì không biết quyết định thế nào cả. Rất là khó. Vietfest, hội chợ văn hóa mùa hè của người Việt được nhiều người biết tiếng trong khu vực, cũng đã hủy chương trình sau khi lên lịch cụ thể, gây tiếc nuối cho ban tổ chức cũng như những người vốn yêu thích sinh hoạt thường niên này. Dù ở khu vực thủ đô Washington, đa phần mọi người đã trích đầy đủ 2 mũi vaccine, nhưng trước những thông tin về tính lây nhiễm cao của biến thể Delta, nhiều người đã tỏ ra dè dặt. Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cũng đã khuyến cáo mọi người mang khẩu trang trở lại tại nơi công cộng như một biện pháp phòng ngừa, bảo vệ thành quả của chương trình tiêm chủng tại Mỹ. Những sinh hoạt chung của các hội đoàn gốc Việt tại khu vực thủ đô cũng đang hạn chế dần để bảo vệ đồng hương và cộng đồng trước nguy cơ tái bùng phát dịch. Chỉ những hoạt động thiện nguyện thật sự cần thiết là vẫn còn được duy trì mà thôi, hầu trợ giúp kịp thời cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Muhammad Das Soweri và bạn bè anh đang hồi hộp theo dõi các diễn biến ở Afghanistan. Tôi cho rằng đó không phải là sự sụp đổ của một chế độ, đó là sự sụp đổ của một thế hệ. Một thế hệ trẻ em cả trai lẫn gái được cấp sách đến trường để xây dựng hoài bão về một tương lai tốt đẹp hơn cho Afghanistan, với cái giá phải trả bằng máu và tài sản của Hoa Kỳ và các nước đồng minh khác của Afghanistan. Họ lo lắng cho gia đình và bạn bè dưới sự cai trị của Taliban. Không chỉ gia đình tôi mà cả nước đang phải đối mặt với vấn đề tương tự. Chúng tôi không thể mang gia đình mình đến đây, đó là một vấn đề. Và chúng tôi không thể trở về đó, đó lại là một vấn đề nữa. Hiện tại mọi thứ vẫn mập mờ. Họ nói rằng Taliban là một nhóm, nhưng điều đó không đúng. Một ngày, nhóm này đưa ra một tuyên bố này. Ngày hôm sau, nhóm khác đưa ra tuyên bố khác. Và điều đó thật nguy hiểm. Người Afghanistan trò chuyện với VOA ở Mỹ không đồng ý với cách Hoa Kỳ xử lý việc rút quân. Joseph Azam, đồng sáng lập tổ chức Người Mỹ Afghanistan ủng hộ Biden-Harris cho biết. Tôi nghĩ rằng trách nhiệm thuộc về Tổng thống Biden vì ông ấy đang nắm quyền. Đó là điều không thể tranh cãi. Tuy nhiên, tiến trình rút quân bắt đầu từ thời Tổng thống Trump. Tranh cãi đi hay ở cứ liên tục từ thời Tổng thống Bush đến Tổng thống Obama. Azam cáo buộc cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và chính quyền thiếu năng lực và tham nhũng được cho là nguyên nhân đẩy Afghanistan đến tình trạng hiện nay. Những người khác nói rằng trọng tâm bây giờ là Taliban sẽ cai trị như thế nào. Những gì họ đang nói bây giờ rằng sẽ bao gồm các nhóm thiểu số và tôn trọng nhân quyền, tôi không tin điều đó. Chúng tôi đã có thể thấy những dấu hiệu của việc họ không làm theo những gì họ đang nói. Một số người Mỹ gốc Afghanistan vẫn nuôi hy vọng. Taliban đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Trong vài ngày gần đây, có vẻ như Taliban đã bảo vệ các cựu nhân viên cấp cao của chính phủ, thậm chí cả những người từng là thống đốc, những người từng là chỉ huy quân sự hoặc bộ trưởng. Các thành viên của cộng đồng Afghanistan đang thúc giục Mỹ và các quốc gia khác
sử dụng đòn bẩy ngoại giao để đảm bảo Taliban tôn trọng nhân quyền và các cam kết khác. Nếu Taliban thực sự muốn cai trị Afghanistan, họ sẽ rất cần thế giới hỗ trợ tài chính và hỗ trợ chính trị. Và những hỗ trợ đó cần phải có điều kiện và thế giới có thể tận dụng áp lực đó với Taliban ngay bây giờ và với những người ủng hộ họ. Chúng ta cần tuân thủ các quyền con người theo luật quốc tế. Đây là một cuộc khủng hoảng nhân đạo, và chúng ta cũng cần đảm bảo rằng bất kỳ chính phủ nào đứng ra đều bao gồm tất cả người Afghanistan, bất kể tín ngưỡng hay sắc tộc của họ. Cộng đồng người Mỹ gốc Afghanistan cũng đang kêu gọi Nhà Trắng đẩy nhanh tiến độ sơ tán tất cả những người Afghanistan có đương đơn xin thị thực nhập cư đặc biệt và gia đình của họ. Trước khi thế cân bằng quyền lực tại Afghanistan thay đổi nhanh chóng, Trung Quốc đã chuẩn bị trước cho việc thiết lập quan hệ với Taliban. Hôm 28 tháng 7, Ngoại trưởng Trung Quốc đã có cuộc hội đàm cấp cao với các quan chức phía Taliban tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Tuy nhiên, thực tế thì chỉ một tuần trước đó, Chủ tịch Tập có một cuộc điện đàm với Tổng thống Ghani và khẳng định sự ủng hộ nhất quán của Trung Quốc đối với chính quyền Afghanistan. Rõ ràng là Trung Quốc đang muốn phòng hờ những rủi ro trong tương lai. Một số nhà phân tích Trung Á tin rằng, Trung Quốc là một nhân tố giúp đẩy nhanh đà tiến của Taliban tại Afghanistan. Lực lượng an ninh Afghanistan nhận ra rằng Taliban có sự ủng hộ của Trung Quốc, Nga, Pakistan và Iran, phần lớn các cường quốc trong khu vực, có lẽ chỉ trừ Ấn Độ. Vậy nên sĩ khí của binh lính xuống rất thấp. Một số nhà phân tích chỉ ra rằng những lợi ích của Trung Quốc tại Afghanistan bao gồm trữ lượng khoáng sản, cũng như vị trí địa lý gần với sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc, vốn được cho là công cụ nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng chính trị và kinh tế tới châu Âu thông qua đầu tư và các dự án cơ sở hạ tầng. Dù khoảng trống mà Mỹ để lại tại Afghanistan có thể là một cơ hội cho Trung Quốc, nhưng các nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh cũng sẽ cẩn trọng. Trung Quốc vẫn nhìn nhận Afghanistan như mồ chôn của các đế quốc. Họ không muốn bị cuốn vào. Họ coi đây là một mối hiểm họa, là một cái bẫy. Mối quan ngại lớn nhất của Trung Quốc chính là vấn đề an ninh. Đầu tiên cần phải đảm bảo rằng những mối đe dọa an ninh từ Afghanistan không lan sang khu vực rộng lớn hơn, nơi Trung Quốc hiện đang có những lợi ích kinh tế, chính trị và chiến lược quan trọng hơn nhiều, và đặc biệt là tại khu vực Trung Á, mà cụ thể là trường hợp của Pakistan. Với những khoản đầu tư từ Trung Quốc, cũng như những tuyến đường vận tải xuyên Pakistan, cả hai nước đều cần sự ổn định. Đầu tiên, không được có thế lực nào sử dụng lãnh thổ Afghanistan để chống lại Trung Quốc. Hai quốc gia có một đường biên giới dài 50 dặm. Về mặt chính trị, Trung Quốc đã lợi dụng tình hình tại Afghanistan để chỉ trích Mỹ. Chúng ta đã chứng kiến việc quân Mỹ rút đi, để lại sau lưng một mớ hỗn độn bất ổn, chia rẽ, gia đình ly tán, trẻ nhỏ mồ côi. Dù Afghanistan có thể là một thắng lợi về mặt hình ảnh đối với Trung Quốc, nhưng các nhà phân tích cho rằng thực tế rất khác biệt. Tôi nghĩ rằng một trong những lo ngại của Trung Quốc đó chính là Afghanistan trở thành hang ổ để các chiến binh Uyghur hoặc những tổ chức đối lập khác lên kế hoạch và tiến hành những vụ gây rối trong nước. Trong khi Trung Quốc coi những người Hồi giáo Uyghur là một mối đe dọa và là một phần của chiến dịch chống khủng bố, các tổ chức nhân quyền đã lên tiếng báo động về những hành vi sách nhiễu và cách đối xử với người Hồi giáo Uyghur. Các nhà phân tích cho rằng Taliban sẽ phải trả giá đắt nếu dung dưỡng cho những người Uyghur. Và Taliban có lẽ cũng sẽ không đồng cảm với cộng đồng Uyghur vì một lý do khác, tôn giáo. Tại cả hai nơi, vai trò của Hồi giáo, cách hiểu Hồi giáo là rất, rất khác biệt. Các nhà phân tích đồng ý rằng Trung Quốc sẽ giữ thái độ quan sát chờ thời khi mà tình hình tại Afghanistan bắt đầu sáng tỏ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức VOA. Quý vị có thể cập nhật thông tin hàng ngày qua website voatiengviet.com, Facebook, Instagram VOA Tiếng Việt hoặc YouTube VOA Tiếng Việt Video. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.